Bác ấy hay bị chập chờn cái đèn check. Thì đây, đây là nguyên nhân nhá. Đây là con cảm biến chu cơ, nó nằm ở đây này. Chập chờn đèn check và đi ga yếu nhá. Nó nằm ở đây này. Thì sáng rút ra là không ra được, bởi vì nó bị nóng quá, nó cháy hết, em phải mài đi thì mới rút ra được. Đây, nó nằm ở đây này. Sun hết đầu này nhá, sun hết đầu đây này. Không ra được. Đây các bác nhìn này, vết em vừa ấy mài rũa đi thì mới ra rút ra được cho bác ấy. Chào tất cả các bác nhé, em là Sông Muôn Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là xử lý cái bệnh nặng chân côn và đi rất sượng khó chịu của một bác Y10. Bác này là đã từng làm điều hòa bên nhà em rồi nhá, là làm cách đây từ được 1 năm rồi, làm thay cái dàn lạnh 1 năm rồi. Bây giờ điều hòa rất là vất vả như ban đầu, và đồng thời sau quá trình làm bác điều hòa và đến thời gian trải nghiệm, bây giờ bác ấy đã tin tưởng bên em và đã mang đây em làm côn cho bác ấy. Hôm nay thì em làm cho bác ấy xử lý gồm thay lá côn nhá. Đây, đây lá côn đây, thay bàn ép, thay vt. Đây em đang tháo của bác ấy ra rồi. Tuy lá côn này chưa mòn hẳn, cũng gọi là sắp hết rồi, nhưng mà bác ấy mấy cái lanh kê này cũng kém rồi. Bác ấy đạp trứng chân, bác ấy muốn thay lá côn và thay bàn ép để đi cho nó ngon. Đấy, em chia sẻ luôn, bởi vì bác này bác chạy xe là cũng rất giỏi. Bác thừa hiểu đến lúc nào cần phải thay côn, bản thân bác chủ động thay chứ không cần phải kiểm tra nhiều. Và đồng thời là xe của bác ấy hay bị chập chờn cái đèn check. Thì đây, đây là nguyên nhân nhá. Đây là con cảm biến chu cơ, nó nằm ở đây này. Chập chờn đèn check và đi ga yếu nhá. Nó nằm ở đây này. Thì sáng rút ra là không ra được, bởi vì nó bị nóng quá, nó cháy hết, em phải mài đi thì mới rút ra được. Đây, nó nằm ở đây này. Sun hết đầu này nhá, sun hết đầu đây này. Không ra được. Đây các bác nhìn này, vết em vừa ấy mài rũa đi thì mới ra rút ra được cho bác ấy. Và đồng thời con này nó nóng quá, tự nó cháy, thì tí nữa em phải thay cho bác cái con này để đi cho nó khỏi chập chờn, nổi đèn check, khỏi yếu máy nhá. Đây là cảm biến trụ cơ nhá. Con này điều khiển phun xăng và đánh lửa nhá. Nhiều anh em là không biết thì con này em chia sẻ anh em luôn. Và đồng thời với con xe này em vừa ấy thay cho bác cái dây thít lắp này. Đây em vừa thay mới cho bác ấy bằng cái dây thép nha. Trước là bác ấy làm côn ở đâu ấy thì người ta tháo lắp ra, người ta thay bằng cái dây thít bằng nhựa. Tất nhiên về cơ bản thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng về lâu dài thì nó sẽ, cái nhựa thì không thể bằng thép được. Đấy em chỉ nói anh em thôi. Và đồng thời đây nhá, em tí em tháo cái dây thít này ra, em thay cho bác cái bằng dây thép nhá. Rồi thì làm xe thì thấy cái gì nó kém thì mình bảo anh em và làm sao cho nó ngon nhất có thể, tránh coi như là nó ra, nó dò dầu dò mỡ ra ở cái lắp này, nó không chắc chắn, nó dò dầu dò mỡ ra là nó làm cho là hỏng cái cây lắp này. Cái lắp xịn này đắt tiền lắm đấy nhá. Và đồng thời em sẽ bảo dưỡng phanh 4 bánh cho bác ấy và kiểm tra tất cả những cái hạng mục nó liên quan đến cái con Y10 này, cái bệnh rung giật và bệnh nặng chân côn. Thì em cho đi trà bánh đà rồi, vì bánh đà nó nhẽ ra là không phải láng, nhưng mà do chạy nhiều lần mỏi và xoa côn nhiều nó sẽ cháy, thì mình phải đi láng cái bề mặt cháy đi. Tất nhiên là vớt đi thì nó sẽ nhẹ hơn một chút, nhưng mà phải chấp nhận thôi. Biết làm sao bây giờ, mình thay 2-3 lần côn rồi, nó kém rồi thì mình phải vớt thôi, căn chỉnh lại từ đầu. Thì qua đây em chia sẻ anh em là làm, còn hôm nay em cũng chia sẻ anh em luôn trên video này nhá, là làm điều hòa bên em dàn lạnh Y10. Em sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng, bởi vì sau 1 năm em test cái vật tư ok rồi, và bây giờ là sẵn sàng bảo hành cho anh em 6 tháng nhá, không phải suy nghĩ gì. Cái dàn lạnh và dàn là dàn Hanon đấy nhá, đây dàn xịn Hanon đấy. Nói để anh em biết, có một số bác thì trước là em bảo hành 3 tháng, nhưng sau khi chạy 1 năm nay thấy ok rồi, không vấn đề gì cả. Anh em đã quay lại làm cái máy này, làm gầm này, làm côn này, và đã chia sẻ lại, phản ánh lại với em. Em đã thấy ok, vì bên vật tư người ta không bảo hành cho em. Đấy, thì em lấy uy tín của mình với gara ra để bảo hành cho anh em nhá. Thì qua đây em chia sẻ anh em vậy, cũng là truyền thông để anh em hiểu. Không có lại bảo là chỗ Sông Muôn Bánh này làm điều hòa không bảo hành là không đúng nhá. Thì em phải làm việc đây. Chúc tất cả anh em vui vẻ nhá.